Nội dung xin chào khán giả của VTV, sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Hải tặc thả tàu dầu Việt Nam sau khi cướp dầu. Hải quân Mỹ khánh thành căn cứ chống hỏa tiễn ở Romania. Và nổ bom tự sát tại Yemen, ít nhất 50 người chết. Sau đây là phần tin chi tiết. Tàu chở dầu của Việt Nam bị mất tích ở ngoài khơi Singapore đã được thả ra sau khi bị cướp biển tấn công và cướp dầu. Tàu Sunrise 689 chở trên 5.000 tấn dầu đang trên đường từ Singapore về Quảng Trị đã mất liên lạc hoàn toàn từ ngày 3 tháng 10. Trước đó, giới chức Việt Nam đều nghiêng về giả thiết tàu bị cướp biển tấn công. Ông Nguyễn Vũ Điệp, đại diện của công ty đóng tàu thủy sản Hải Phòng, cơ quan sở hữu tàu Sunrise 689, được hãng thông tấn Reuters trích lời nói, hai trong số 18 thuyền viên đã bị thương và cướp biển đã lấy đi một phần dầu. Cũng theo lời ông Điệp, có hai thủy thủ bị thương và tàu đã được lực lượng cảnh sát biển Việt Nam hộ tống đưa về đảo Phú Quốc. Ông cho biết thêm một thuyền viên bị đánh và bị gãy chân và cho biết hơn 10 tên cướp có vũ trang đã tấn công tàu. Ông Điệp cũng xác nhận với đài BBC rằng tình hình thương tích của hai thuyền viên không nghiêm trọng và khi nào tàu về đến đất liền mới đưa họ đi chữa trị. Tàu Sunrise 689 đã biến mất khỏi màn hình radar khoảng 40 phút sau khi rời khỏi Singapore. Hãng thông tấn Reuters cũng trích lời cơ quan Hiệp định Hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang ở châu Á, có trụ sở ở Singapore cho biết chiếc tàu dầu này đã được phóng thích vào sáng sớm thứ Năm ngày 9 tháng 10. Cơ quan này cũng nói rằng thiết bị liên lạc trên tàu đã bị phá hủy. Hải quân Mỹ sẽ khánh thành một căn cứ phòng thủ chống hỏa tiễn ở vùng Nam Romania hôm thứ Sáu, một trong hai căn cứ trên đất liền ở Âu Châu, nằm trong hệ thống khiên tre của NATO, vốn bị Nga phản đối kịch liệt. Căn cứ này là một nỗ lực mở rộng hiếm thấy của quân đội Mỹ ở Âu Châu, và cũng đặc biệt ở chỗ là căn cứ hải quân được xây hoàn toàn mới. Căn cứ ở Derbyshire này là nơi đầu tiên đặt hệ thống radar Aegis trên bờ, một biến thể của radar chống hỏa tiễn Aegis đặt trên các khu trục hạm và tuần dương hạm võ trang hỏa tiễn của Mỹ từ năm 2004 tới nay. Nơi này được đặt trong một căn cứ lớn hơn của quân đội Romania, dự trù chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm tới và sẽ do vài trăm lính Mỹ và nhân viên dân sự điều hành. Một căn cứ thứ nhì đặt tại Ba Lan sẽ khởi sự hoạt động vào năm 2018. Đại tá William Garen sẽ trở thành chỉ huy trưởng đầu tiên của căn cứ này trong buổi lễ tổ chức hôm thứ Sáu. Kế hoạch này đã được khởi sự từ thời Tổng thống George W. Bush vào năm 2007. Tuy nhiên, sang đến thời Tổng thống Barack Obama đã bị cắt giảm rất nhiều, chỉ còn khả năng đối phó với các loại hỏa tiễn tầm ngắn và tầm trung. Hai vụ nổ bom tự sát xảy ra ở Yemen hôm thứ Năm, một nhắm vào nơi tập trung của thành phần nổi dậy Shiite tại thủ đô Sana'a và một vụ khác nhắm vào trại quân chính phủ ở phía Nam làm thiệt mạng ít nhất 50 người. Các vụ nổ bom này cho thấy tình trạng bất ổn an ninh trầm trọng ở Yemen, trong khi cuộc nổi dậy của người theo giáo phái Shiite làm thay đổi hẳn cục diện chính trị ở quốc gia này. Ít nhất 30 người chết khi một kẻ mang bom tự sát kích hỏa hôm thứ Năm ở trung tâm thủ đô Sana'a, nhắm vào cuộc tụ tập của thành phần ủng hộ phía nổi dậy Houthi thuộc giáo phái Hồi giáo Shiite, lực lượng vừa tràn ngập thủ đô hồi tháng qua. Hung thủ trà trộn vào đám đông đang chờ đợi lúc khai mạc cuộc meeting tại khu vực Tahrir trước khi cho nổ bom. Vụ nổ thứ nhì xảy ra ở bên ngoài thành phố cảng Mukalla ở tỉnh Hadamawt, khi một người lái xe bom đâm vào trại lính khiến ít nhất 20 quân nhân thiệt mạng và 15 người khác bị thương. Hadamawt là một trong những nơi thành phần Al-Qaeda tại Yemen hoạt động mạnh nhất. Washington coi đây là chi nhánh nguy hiểm nhất của Al-Qaeda trên khắp thế giới. Hiện chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm về hai vụ nổ bom, nhưng giới hữu trách nói rằng mang các chỉ dấu cho thấy do Al-Qaeda thực hiện, vốn trong những năm qua đã nhiều lần mở các cuộc tấn công tự sát nhắm vào quân đội, lực lượng an ninh, cũng như cơ sở chính phủ ở Yemen. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin của VTV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.